Nhiều người thường xem nhẹ những hiện tượng nha khoa hàng ngày như là rắt thức ăn, nhưng ít ai biết rằng đây chính là mầm mống gây ra những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trồng răng implant kiểu cũ. Từng tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân gặp biến chứng do rắt thức ăn khi trồng răng implant kiểu cũ, bác sĩ Nguyễn Gia Bảo, chuyên gia trồng răng implant tại nha khoa Lạc Việt Intech cho biết. Nhồi nhét thức ăn được liệt kê là một trong những cái vấn đề hay gặp nhất với trồng răng implant truyền thống. Nhiều bệnh nhân thì thường bỏ qua hoặc là tỏ ra khá là chủ quan với cái tình trạng này. Và khi không được kiểm soát kịp thời thì nhồi nhét thức ăn lâu ngày có thể dẫn tới những cái biến chứng rất là nghiêm trọng. Ví dụ như là viêm quanh implant, tiêu xương và thậm chí là dẫn tới đào thải implant. Ông Đặng Hiền Binh, 70 tuổi, là một trong số nhiều trường hợp trồng răng implant kiểu cũ đã gặp phải biến chứng đào thải trụ do rắt thức ăn. Tôi trồng răng implant tại một cái nha khoa khoảng 4 năm nay. Thế cái lúc lắp răng xong thì dăm ba bữa ăn nó không cẩn thận nên là nó lại bị rắt thức ăn. Thế dù tôi đã vệ sinh rất kỹ rồi, thế nhưng mà nó cũng lặp đi lặp lại cái tình trạng đấy. Nên là nó mới gây hôi miệng đến cái mức mà nói mà có người ngồi bên cạnh là tôi cứ phải che mồm như thế này. Thế thì cách đây 6 tháng thì cái chỗ trồng răng là nó đau đau kinh khủng khiếp luôn. Thế tôi đi kiểm tra lại thì mới táo hỏa ra là những cái vụn thức ăn mà tôi không lấy ra thì nó tích tụ lại ở cái hốc chân răng và nó gây cái mùi rất là khó chịu. Thế bác sĩ kết luận là tôi bị nhiễm trùng dẫn đến nó đào thải implant. Cũng theo bác sĩ Nguyễn Gia Bảo, rắt thức ăn sau khi trồng răng implant xuất phát từ những yếu điểm của công nghệ cũ, đó chính là trụ phục hình chế tác sẵn. Trụ apartment quá bé, không theo hình thể giải phóng lợi và không tái lập lợi theo 3 chiều không gian đã để lại một khoảng tam giác đen quá lớn vùng hai bên kẽ răng gây rắt thức ăn vào vùng này. Ngày nay, nhờ những bước tiến quan trọng trong cải tiến vật liệu, trụ phục hình cá nhân hóa đã ra đời và khắc phục hoàn toàn mọi nhược điểm của apartment bán sẵn. Khác với thế hệ trụ phục hình sản xuất sẵn, Customized Apartment được sản xuất chính xác cho từng bệnh nhân và từng răng với mong muốn tạo ra một thân răng có hình thể giống đúc thân răng thật, từ đó tái lập lại hình thể giải phẫu lợi lý tưởng. Chính vì tái lập thẩm mỹ hình thể lợi theo cả 3 chiều không gian, nhú lợi và độ phồng lợi được hồi sinh nên không để lại các hố mặt ngoại trong, tam giác đen vùng kẽ răng như phương pháp trồng răng implant kiểu cũ. Thì bị một lần ấy là sợ cả đời, cho nên cái lần trồng răng implant sau này là tôi đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn cái trụ phục hình cá nhân hóa tại nha khoa Lạc Việt Intech. Thế sau một thời gian sử dụng thì tôi không còn bị rắt thức ăn nữa. Đấy, như vậy là tôi yên tâm rồi. Tại nha khoa Lạc Việt Intech thì 100% khách hàng khi trồng răng implant thì sẽ được sử dụng cái trụ phục hình cá nhân hóa kết hợp với răng sứ 3D Pro Multilayer, thì từ đó sẽ giúp tái tạo được cái đường viền lợi. Răng sứ trên implant thì sẽ đạt được cái độ thẩm mỹ cũng như là cái độ bền lâu dài tương tự với răng thật.